shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Thì mình sẽ lên cái khu vực tháp đồng hồ coi. Đứng giáp này nhưng mà không có giáp cơ. Số nhỏ là bây giờ không có giáp để mà đứng giáp anh em ạ. Đây nó mới là vấn đề chính này. Ok anh em, để kéo qua đây coi. Chúng ta có được giáp 1 nhá. Thôi qua nâng lên giáp 2 để xài tạm thôi mọi người ơi. Đây kéo qua đây nâng lên giáp 2 xài tạm nhé anh em. Chứ giáp 1 thì nó yếu lắm. Mặc dù là ăn cái nâng giáp thì hơi phí nhưng mà thôi kệ đi. Không ăn thì kẻ địch nó cũng ăn mà anh em. Vào trong này xíu coi. Lận được thêm một quả lựu này. Ui, mấy bạn hạ nhau nhanh thế. Còn lại có 22 người chơi nữa thôi à. Full Malo mất tiêu rồi. Không thể luôn anh em ạ. Ủa sao vậy ta. Thế thì mấy cái bạn ngày hôm nay các bạn ấy đâu cả rồi. Mình có bom keo rồi này. Ok. Vào trong đây xem là ở trong này có gì đây. Ồ, chẳng có gì cả. Toàn mấy đồ Sida thôi. Ok nhé, thêm được bom keo này. Đây quả thứ 3 rồi. Đi thôi anh em. Xem bo tiếp theo thu tại đâu, chúng ta sẽ qua. Hơi xa này. Bo thu tại đèo đá với lại khu di cư nhá. Để thả tim thì các bạn là nhấn liên tục vào màn hình nhá. Ui, trận này có cả sĩ kẹo fake cả, sĩ kẹo 2007 cả. À đủ, dạo này nhiều thanh niên gọi là fake tên giống tôi nhỉ anh em. Trong này các bạn nghĩ là có ai không? Không đâu. Trong này thì đào đâu ra người. Đây khu dân cư đi anh em. Đó. 18 người chơi nữa hả? Nhìn thì đông thật nhưng mà với bo này còn to lắm. Ơ, hình như là có người phải không anh em? Hay là cậu nhìn nhầm ta? Không phải đâu. Mình nhìn nhầm thôi anh em ơi. Tưởng là có một đứa bên cạnh khu này này. Thôi xong. Đến tận bây giờ thì mình vẫn đang không kill. À đủ, phía trước mặt này. Ngay bên này anh em ơi. Đây này, nó chạy qua đây này. Nhà này có người nữa. Nhà này cũng có người anh em ơi. Làm sao đấy. Úi dồi ôi này, vỡ đầu, xong. Lượm được một mớ bom keo rồi nhá. Ngon chưa. Bom keo thì vô số kể các bạn ơi. Được rồi, xuống thôi. Một đứa ngay bên hông, nãy mình cũng thấy vị trí của nó rồi. Đây, nãy mình thấy nó bên này. Không biết là nó đã chạy xa chưa. Ồ, mất tích rồi. Chín túi máu hơi nhiều đấy. Xíu nữa mình lựa thêm đồ anh em ạ. Quay gô ra cả. Ghê vậy. À đủ đừng. Đừng bạn ơi xuống đây. Có giỏi xuống đây. Đứng trên cầu thang để sơm nhá. Xuống đây. Nhanh này. Nó không xuống hả anh em. Không xuống hả anh em. Không xuống hả anh em. Không xuống coi chừng đến bả nhá. Mình còn máu cái đã. Bên trên cầu thang thì khả năng cao cho nó gầy mì nên là kẹo chưa lên vội nhá. Ok, chào tất cả mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Nhảy ở đây coi. Có mì nó sẽ nổ, đấy, hợp lý. Kinh nghiệm cả rồi. Mình có lựu này. Một quả lên trên này đúng rồi, chạy đi em ơi. Làm sao đấy em ơi. Thanh niên này, anh chưa dính mì đâu nha. Anh em thì kinh nghiệm chưa. Tôi bảo với anh em rồi mà.
Đây anh em cứ thử như tôi nhá, là cái địch sẽ không gầy mình được anh em nha. Các bạn nhảy ở cái chân cầu thang đây, bên này này. Ôi thằng bé chạy đâu? Nó đang ngay nhau, ngay sau nhà xe. Ui, ngay cạnh nhau thôi bạn ơi. Thế bạn chạy đi đâu? Ôi vãi trưởng, ghê vậy. Thôi chạy nhanh, chạy nhanh không đai. Ui, canh thằng này thì lại bị thằng khác canh. Vất vả quá cơ, vất vả quá cơ anh em ạ. Khi tôi đang canh thằng này thì lại bị thằng khác canh rồi. Thế này sao chơi? Thế này sao chơi đây anh em ơi, khoai quá nhỉ. Thế kia vẫn đang sau nhà để xe nhá. Thằng bé bắn cho nát mất mũ của mình rồi này. Nó chạy này, nó chạy qua nhà biệt thự anh em ạ. Để mình qua đây coi. Qua đây đón nó anh em ơi. Nó chỉ chạy từ nhà biệt thự qua đây thôi, đúng rồi. Chạy đâu em ơi? Mày chạy với anh à, chạy đâu? Lên trên rồi à? Lên trên rồi à? Lên bảng. Mình có máu có đã anh em. Cuốn máu luôn vào ngay chứ ngại gì. Ok ok. Đồ đạc các kiểu ngon lành này. Lắp nòng súng 3 vào nha. Thêm tí máu đây. Đi thôi. Đằng sau có một đứa cả đứng tạm hàng rào nhá. Canh cho nó chạy qua thôi anh em. Ồ, nó chạy ra rồi à? Nhanh vậy. Ok ok, mình tiến lên phía trước một xíu coi. 6 thằng nữa cơ đâu mà. Đang ở trong bo rồi nên là bây giờ thì kẹo không lo lắng lắm. Đây này, thấy rồi. Thấy rồi nhé, thằng bé ngay trên này này. Cái đầu. Cái đầu em ơi. Cái đầu em ơi. Ok lên bảng, xong. Nó cầm súng bắn tỉa định cam. Anh em ạ, bị kẹo hạ. Xây mộ cho em. Bốn thằng nữa, ui bây giờ là còn lại ba này. Còn lại có ba thôi các bạn ơi. Bo càng ngày càng nhỏ rồi. Thì đây chính là lúc thích hợp để mình chạy vào trong bo nhá. Cứ qua phía ngoài này cái đã. Đó. Xem người đâu nha. Một hòm xác sau thính rồi cả. À phía trên cũng có thính cả. Không thấy người. Chỉ thấy xác sau thính thôi chứ còn bây giờ thì kẹo được thấy ai đâu. Khả năng cao của đứa phía dưới á. Kẹo không nghĩ là như vậy đâu. Chúng nó ở trên đấy anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi này. Ở trên Hải ơi. Chạy đâu Hải ơi. Ui, thằng bé này. Nó dựng bom keo kín mít rồi. Còn 3 thằng nữa. Bình tĩnh nha anh em, không là mình lại làm con mồi của chúng nó đấy. Phải thật cẩn thận anh em ơi. Quên được công lên à? Một đứa vừa chạy lên tròi nha. Ô này hiện đỏ nhưng mà không có bắn được này. Ôi một đứa đang chạy qua này. Chạy đâu em ơi? Lên tròi với nhau cả đi. Chúng nó không thèm lên luôn anh em ơi. Đấy nó là cái xe. Ui bo thu ra đấy. Gắt vậy. Bo thu ra ngoài này thì kinh rồi. Hai thằng nữa. Ok ok. Rồi nhé, thấy ngay thằng phía trên rồi nha. Cái đầu. Cái đầu. Ui cái đầu. Tính căn sọ nó nhưng mà không có nổi. Bình tĩnh bình tĩnh. Đây hả? Làm sao đấy em ơi? Mình qua đây trước này. Dựng một quả bóng keo cho an toàn, đúng rồi. Qua đây em ơi. Kìa kìa thằng bé này. Làm gì đấy? Làm gì đấy em ơi? Làm gì đấy em ơi? Úi dồi ôi này, xong. Bò bò thôi anh em, thằng cuối, thằng cuối. Thằng cuối thì lên đồng ba trước cái đã. Ok. Dựng bóng keo cẩn thận nha. Hợp lý, ui, cái mình ngay cạnh luôn. Hơi hãi tí bởi vì cái mình ngay cạnh anh em ạ.
xuống đây em ơi. Đừng ở trên đấy nữa, xuống đây. Xuống đây em ơi. Thằng bé này chạy đi đâu em ơi? Chạy đi đâu Hải em ơi? Ui, hơi lỗi. Hơi lỗi tí này. Ơ, vẫn lỗi. Cái đậu xanh. Thằng bé bây giờ nhảy xuống cái là mình ăn được nó này anh em này. Anh em tin không? Chạy xuống này làm sao? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Ok, xong, top 1, 6 kill. Ăn mừng thôi. Mấy thằng rơm rơm này đi ăn kẹo đâu có dễ. Mình ở dưới mình có lợi thế hơn mà. Ok, ngon lành luôn. Thế là trận này mình đang có đó là 6 kill top 1 nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.